Có bà nào á như tôi không, da nám đồi mồi tàn nhang á, muốn sử dụng retinol nhưng mà lại sợ da bong tróc và mẩn đỏ, lỡ như á không có phục hồi được á thì công sức coi như đổ sông đổ biển luôn. Mà đó là lúc mà tôi chưa biết đến retinol thế hệ mới nha, chẳng những tái tạo phục hồi da, hỗ trợ điều trị mụn mà còn làm giảm thâm nám hiệu quả. Cải thiện thâm nám, đốm nâu và tàn nhang bằng retinol chính là nghiên cứu vĩ đại của ngành mỹ phẩm. Đây, Skin Renewing Retinol của nhãn hàng Riori là sản phẩm hỗ trợ điều trị nám, tích hợp rất là nhiều công dụng dưỡng da và đặc biệt là hầu như không gây hiện tượng bong tróc hoặc kích ứng nặng nề trên da. Theo như tôi thấy trên bao bì của sản phẩm có 1% là retinol giúp ức chế melanin gây nám da, nám sẽ được đẩy lên trên bề mặt da và được loại bỏ một cách dễ dàng. Thành phần BHA giúp lỗ chân lông được thông thoáng. Bây giờ lỗ chân lông của tôi rất là đã luôn nha, không còn tiết nhiều dầu thừa hay bã nhờn quá nhiều gây mất thẩm mỹ như trước nữa. Để trong quá trình điều trị nám mà làn da không có bị khô căng quá mức thì với các thành phần như glycerin, vitamin B5 và HA sẽ giúp hỗ trợ cấp ẩm và phục hồi da một cách rõ rệt luôn nha. Chắc kem kem này siêu thẩm thấu vào da luôn nha, quá là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Nhanh tay hốt hàng đi các bạn, quá là mờ nám tuyệt vời luôn.